Làm thế nào để cơ thể đủ chất đạm mà không cần phải ăn quá nhiều thịt? Khi nhắc đến việc bổ sung chất đạm protein, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng phải ăn thật nhiều thịt và chỉ có những ai tập thể thao muốn tăng cơ mới cần đến protein. Nhưng các bạn có biết rằng protein rất quan trọng đối với hầu hết tất cả mọi người. Cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi hơn 60.000 tỷ tế bào và protein là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng cấu tạo nên tế bào. Nó bảo vệ tế bào khỏi những tác nhân gây hại và các gốc tự do xấu. Vì vậy, việc bổ sung protein đúng cách và loại protein tốt cho cơ thể là điều chúng ta cần tìm hiểu kỹ. Trong suốt hơn 5 năm qua, mình chọn bổ sung protein từ thực vật cho cả gia đình. Bạn có biết vì sao không? Vì protein rất quan trọng, nó trực tiếp cấu tạo nên màng của 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta. Loại protein hoàn hảo này khi đi vào cơ thể, nó sẽ kích thích tế bào phát triển và sinh sôi. Vì vậy, mình luôn nói rằng nếu bạn bổ sung protein từ các loại hạt, cơ thể sẽ rất biết ơn bạn đấy. Mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 ly sữa protein thuần thực vật Skinny Fit, đầy đủ dinh dưỡng và giá cả cũng hợp lý. Nếu chia ra thì không quá đắt đâu ạ. Hầu như ai cũng có thể uống được. Oanh Nguyễn chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt nha. Nếu các bạn muốn thưởng thức sản phẩm protein Skinny Fit này thì hãy inbox cho anh nha.